Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị đam mê câu cá. Hôm nay lên sóng cho bác một số mẫu cần câu tay, câu đơn, câu đài. Đấy. Độ dài 3m6, 3m9 các bác nhé. Bạn nào có nhu cầu thì alo cho em. Giá thì bình dân, từ hơn 200 đấy, cho đến hơn triệu các bác nhé. Hơn 200 cho đến hơn triệu đấy. Bác nào có nhu cầu mẫu nào thì alo cho em nhé. Về trọng lượng thì các cây cần ở đây là có độ cứng từ 3,5H cho đến 8H. Đấy. Thì trọng lượng thì từ 70g cho đến 100g. 70g, 100g. Những cái mẫu mà từ 6H cho đến 8H thì rơi vào khoảng 90-100g. Còn những cái mẫu mà 3,5 cho đến 5H thì nó rơi vào khoảng 70 cho đến khoảng 80 cho đến 90g, khoảng 80 cho đến 90g các bác nhé. Nói chung là rất là nhẹ cho các bác chơi. Ở đây em có mẫu đầu tiên là mẫu cần thiên địa. Đấy, 39 nhé, 39, độ cứng là 3,5H. Đấy, độ cứng 3,5H. Chất liệu carbon. Mẫu cần thiên địa, tay nhỏ, gọn. Đấy. Có chỗ móc dây bảo hiểm này. Giá là 350.000, giá 350.000. Mẫu cần thiên địa. Hai ngọn nha bác nhá. Mua cần sẽ được tặng kèm một cái ngọn phụ này. Đấy. Của dòng này nó có hai ngọn này anh em này. Đấy. Cần thì gồm có 4 đốt anh em ạ, 4 đốt. Cần gồm 4 đốt. Đấy. Carbon này. Carbon xoắn này. Anh em nào có nhu cầu mẫu này thì alo. Đây là mẫu cần thiên địa 3m9. Chuyên cho anh em đánh rô, giếc, chép nha. Rô, giếc, chép. Nói chung đánh cảm giác 3,5H thôi. Còn bên này em có mẫu lục trúc. Cũng tặng kèm một ngọn phụ. Đây. Mẫu lục trúc. Anh em nhìn thân cần nó rất là nhỏ thôi, nó bé, còn bé hơn cả ngón tay út của em này. Giá cái này là 250.000 nhé, giá 250.000. Cây này cũng 4 đốt nhé, này 4 đốt anh em ạ, 4 đốt. Đấy. Giá 250.000, thích hợp cho anh em đánh rô, giếc, chép. Độ dài là 3m6, lục trúc nhé. Đấy. Giá 250.000. Tiếp tục là em có mẫu cần thiên địa. Đấy. Anh em nào ưa thích cái kiểu cần mà tay cầm nó phình to và đốt nó nhỏ. Đấy. Và độ cong toàn thân thì chơi những dòng này. Nha. Đây mẫu thiên địa giá 330.000, 36. Đấy. Cũng tặng kèm một ngọn phụ nhé. Đấy. Tiếp đến em có mẫu bạch long. Bạch long 6H nhé. Bạch long 6H này. Bạch long 6H. Đấy. Tiếp đến em có mẫu bạch long 6H. Đấy. Mẫu này thì cũng giống như các mẫu kia thôi. Cần đều gồm có 4 đốt này nhá, 4 đốt. Đây, cần 4 đốt. Đấy, cần đều gồm 4 đốt. Bạch long 6H. Đây. 3m6. Đấy, giá là 260.000, giá 260.000, tặng kèm một ngọn phụ này, tặng kèm một ngọn phụ anh em này. Đấy, mẫu này khá trâu bò đấy, cho anh em gầy tốc độ này, đánh rô, giếc, chép, đánh tốc độ này, nha. Giá 260.000 nhé, đấy, giá 260.000, bạch long 6H.
Còn bên này em có mẫu Shimano 8H 3m6, giá cho 350.000, 350.000 carbon xoắn toàn thân, cũng 4 đốt, đấy, ngọn rất to luôn. Con này 8H mà, ngọn to. Đấy. Mẫu này thích hợp cho anh em đánh tốc độ. Đánh tốc độ nhá, gầy rô này. Đấy, gầy rô chép tốc độ. À, 36, giá 350.000. Đấy, tiếp đến em có mẫu Daiwa tím. Daiwa tím 6H. Đấy, Daiwa tím 6H này. Giá là 310.000. Cũng 4 đốt anh em nhé. Đấy, chất liệu carbon 4 đốt. Đấy, Daiwa tím. Ngọn 360. Giá 310.000 nhé. Tiếp đến em có mẫu GW. Rồi. Đây, GW hộp hồng. Đấy. Có GW hộp hồng. Giá là 650.000, 650.000. Mẫu này thì em quên mất tên rồi. Quen mồm gọi GW kép hồng, nó gọi là gì nhỉ? Gì nó gọi là gì sơn nhỉ? Đại sơn hay gì quá. Đấy. Mẫu này độ cứng là 5H các bạn nhá, độ cứng 5H. Con này thì gồm có hai lắp chuôi cần các bạn nhá, hai lắp chuôi cần. Đấy, có hai lắp chuôi cần, một lắp phụ này, đấy, bao này, đấy. Đại mẫu này gọi là đại sơn hay địa sơn em quên mất rồi, em chỉ nhớ là GW kép hộp hồng thôi, 36, giá 650.000. Còn bên này em có mẫu tất thắng, Hàn Ninh tất thắng thôi nhé, 5H, Hàn Ninh tất thắng 5H. Mẫu này thì có kèm ngọn phụ này, có kèm ngọn phụ này, Hàn Ninh tất thắng này, giá 890.000, 890.000 nhé. Đấy, thông số này, 36 này, 4 đốt này, à. Đấy, nặng có 79 gram thôi, đường kính ngọn 1,2 mm ấy. À, còn con GW hồng này 3m6 3m6 trọng lượng 83 gram, đường kính ngọn là 1,4 mm, hàm lượng carbon 99%. Còn bên này em còn một cây Gamesco Hoàng Long, giá 1.4 triệu, 6H. Cái này giờ em bán không bảo hành cho bác nhé. Bán không bảo hành giá 1.2 triệu. Đấy, bác nào có nhu cầu alo em. Đấy. Cái này bác nào lấy thì alo em nhé. Gamesco Hoàng Long 6H. Đấy. Nguyên hộp luôn. Đấy. Em còn sót một đúng một cây Gamesco. Trước em làm hàng Gamesco nhiều lắm. Và hàng này thì carbon 90MT, à 60MT. Đánh cực kỳ thích luôn. Đây. Ngọn 1,6 mm này. Trọng lượng hàm lượng carbon là 99% này. Đấy. Trọng lượng của 36 nó có 87 gram, 87 gram. Giá 1.4 triệu. Thanh lý giá 1.2 triệu không bảo hành các bạn nhé. Ở đây em có mẫu GW kép đen. GW kẹp đen nhé, GW kẹp đen giá 600k,
Đấy, giá 600k. Đó. Giá 600k 4h. Tiếp đến bên này em có cây Handing Phong Lôi Trảm, Handing Phong Lôi Trảm nhé. 36. Handing Phong Lôi Trảm 36. Giá là 650.000 nhé. 4h, độ cứng 4h này. Đấy, Handing Phong Lôi Trảm. Còn bên này em có hai mẫu GVK dòng xanh và GVK vàng. Đấy, đều có độ cứng là 4,5h. Giá là 570.000 của GVK dòng xanh, với lại GVK vàng là 550.000. Đấy, bác nào có nhu cầu mẫu nào thì alo cho em nhé. Các mẫu này cho các bác đánh về mùa hè này là quá hợp lý rồi. Các cụ tháng 8 câu xa, tháng 3 câu gần. Mùa này câu giếc chép. Đấy. Là đánh cực kỳ rô giếc chép. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhé. Cảm ơn các bác theo dõi video. Đây là hàng của bạn Hoàng Thế Anh ở Quảng Xương, Thanh Hóa. Thùng mùi. Nhẹ nhẹ, tình cảm. Đây là hàng của bạn Nguyễn Thế Thắng ở phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh. Đây là hàng của anh Đại ở chân cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội với xe ô tô. Đây là hàng của bạn Đỗ Đình Tuân ở Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Mồi. Bác combo mồi luôn. Đây là hàng của bác Hà Xuân Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Máy câu quá nha. Máy ARS C4. Còn đây là hàng của bác Mai Đại Phát, Hải Hậu, Nam Định. Đây gồm bộ cần và máy. Đây vẫn hàng của bác Mai Đại Phát, Hải Hậu, Nam Định. Đây là hàng của Trần Quốc Khánh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đây vẫn là hàng của Trần Quốc Khánh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Còn đây là hàng của Nguyễn Đức Kiểm, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Còn đây là hàng của bác Đoàn Tiến Dũng, xã Thanh Nhiệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Đây là hàng của Đặng Quốc Vũ, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đây là hàng của Ngô Văn Dũng, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Còn đây là hàng của Trần Toàn, Minh Phú, Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Mm-hmm.